Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh bếp nhà của mẹ Crystal Trần nha. Bữa nay ngẫu hứng Crystal làm một cái món tôm cuốn chiên giòn cho con gái nó ăn, con gái nó thích. Nguyên liệu rất là đơn giản và rất là dễ làm. Đây, đây là con tôm Crystal đã lột ra rồi. Đó, chẻ lấy cái đường sống đen, cái lằn chỉ đen ở trên sống lưng á, và bỏ đầu lột sạch luôn, không có chừa đuôi làm gì nữa, vì ở nhà ăn không có cần phải cầu kỳ, ăn thua mình quấn chặt tay đó. Cái này Crystal có cũng mà được 1 ký á, mà con hơi to cho nên nó được khoảng 50 con à. Đây là Crystal làm cái keo là bằng cái bột bắp á, để dán lại. Sorry các bạn. Và đây là bánh tráng, bánh tráng để cuốn chả giò, cùng cuốn. Rồi bây giờ Crystal sẽ bắt tay vào việc và sẽ cuốn nha. Các bạn theo dõi ha, Crystal sẽ cuốn 1 2 cuốn cho các bạn nhìn nha. Ok, rồi bây giờ Crystal sẽ lột bánh tráng ra rồi cuốn 1 2 cuốn cho các bạn xem nha. Crystal rửa tay sạch rồi. Làm cái này bữa nay Crystal không có cần mang bao tay. Chán này để ở trong tủ lạnh cũng được 2 3 tháng rồi. Đâm ra cái chất keo của nó cũng không có còn dẻo dai giống như hồi đầu mình mua từ chợ về, nhưng mà tại vì nó còn tới 2 sấp cho nên thôi để làm hết đi, chứ còn mua không lẽ dục cái này, tiết kiệm các bạn ơi. Đây cái trời sẽ lột lột ra để qua đây ha, từ từ mình lột tiếp. Giờ cái trời sẽ cuốn nha. Mình thoa cái keo, nè, xong rồi mình xếp ra. Cái tôm này vì người ta có trụng sơ rồi đó, cho nên nó hơi bị cong, không có thẳng. Tôi mua ở trong Đông Đá nè, đem về nó không có thẳng, cho nên mình khi mình cuốn mình cũng bẻ nó ra để cho nó thẳng, chứ còn thực ra nó không có thẳng nha, nó hơi bị cong rồi. Đây không có được, như ý rồi, dở rồi, tôm này dở quá, size to quá mà tại sao không có được thẳng. Để bắt đầu lấy cái kéo cắt cái sống lưng đó thì nó mới thẳng ra được. Đây đúng rồi, phải cắt như vậy nè, phải cắt thì nó mới thẳng ra, mình mới cuốn thẳng như cuốn chả giò các bạn. Bình thường mà có cái đuôi á, thì Crystal thường để nó bự ra, nhưng mà giờ cái đuôi mình lột vỏ luôn, mình không còn để đuôi đó, để ăn luôn chứ không có cần bận cái đuôi. Đây đó, cứ như vậy mà mình làm. Crystal làm thêm mấy cái cho các bạn xem nha. Bánh này nó hơi bị mềm, mình để riêng cho nó khô một chút, tại nó ở trong xả trụ đông ra đó, thử ra nó hơi bị ướt, mình để cho khô một chút. Rồi cái này cũng vậy, mình cũng cắt, cắt vậy nè để con tôm nó được thẳng, chứ không thôi nó không thẳng. Đây các bạn thấy chưa, mình làm vậy thì con tôm nó sẽ thẳng. Rồi mình quấn, phải làm thế mới được, chúng thôi nó cong vòng à.
tại vì tôm nó có trụng sơ qua rồi hay sao mà con tôm nó bị cong, nhưng mà nó vẫn còn tươi mấy bạn. Rồi mình siết chặt nha, quấn chặt nha. Đây, đây là tôm cuốn chả giò, là chả giò tôm cuốn là như vậy đó mấy bạn. Rất là dễ làm và nguyên liệu cũng rất là dễ kiếm, đúng không nào? Ok, bây giờ Crystal sẽ đi cuốn, tranh thủ cuốn rồi. Xong rồi mình bỏ vào tủ đông. Rồi sáng mai á, mình chiên á, thì nó mới ngon, nó mới giòn. Đó, các bạn thấy không? Đó, nguyên con nè. Thẳng vậy mới được, mình cuốn nó mới dễ dàng. Đó, rồi bắt đầu mình cuốn y như là mình bỏ thịt lên mình cuốn chả giò. Có điều là cái đuôi của nó nhỏ thì đầu lớn đầu nhỏ. Đó, mình cuốn chặt tay nha các bạn. Đây, đây xong rồi. Đó, mình hãy bỏ vào tủ đông đá nha. Cứ như vậy mà mình làm cho đến hết. Cứng lại rồi, nãy mình chiên mình quên bấm nút. Bây giờ mình chiên xong sơ á, mình mới cho vào cái nồi chiên không dầu, là cái bếp air fry đó. Thì mình bỏ lên nè, mình bỏ vào đây nè, rồi mình đóng lại. Rồi khi nào mình ăn á, mình chiên mình bấm nút cho một lần nữa thì nó giòn lắm. Rồi vậy là tôm cuộn chiên giòn của mình đã xong. Sau đó mời các bạn sẽ dùng chung nha.